Xin chào mừng các bác yêu audio trên mọi miền của Tổ quốc. Đấy, hôm nay thì em lại lên sóng để giới thiệu cho các bác ba sản phẩm đầu băng cối mới tại cập nhật tại cửa hàng này. Đấy, ba con đầu băng cối giá quốc dân, một trong cái phân khúc ở tầm trung. Đấy, chạy rất là lành và rất là hay trong phân khúc tầm giá nhá. Đấy, ba con này model của em nó là Tech A6300 trơn này. Đấy. A6300 trơn bao giờ cũng đắt tiền hơn là 6300 MK2 nha các bác nhé. Còn 6300 MK2 là em không muốn buôn, là nó chạy nó không được lành lắm nên em không buôn. Đấy, em mình làm biết về kỹ thuật nên mình bao giờ mình cũng chọn lựa những cái sản phẩm nó lành tính, lành và dễ xử lý, dễ sửa để giới thiệu cho các bác. Đấy, 6300 MK2 thì có thể nó rẻ hơn con này vài triệu đấy ạ. Đấy, và lời đầu tiên thì xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian để theo dõi video ngày hôm nay. Mà bác nào xem video thì vui lòng like để ủng hộ kênh nhé. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhấn đăng ký kênh để luôn luôn có những sản phẩm mới giới thiệu cho các bác tham khảo nhé. Đấy, và bác nào chốt hàng thì các bác xin liên hệ với em một số điện thoại duy nhất này, hoặc là kết nối Zalo 0912842487. Trước khi đóng gói gửi hàng cho các bác thì em sẽ quay video chụp hình ảnh chi tiết để gửi cho các bác nếu các bác yêu cầu ạ. Đấy, và trước mắt của các bác ngày hôm nay thì là ba sản phẩm đầu băng cối rất đẹp, vừa được dọn dẹp, lau chùi vệ sinh căn chỉnh, chạy trơn tru hoàn hảo, bắt đầu là lên sóng giới thiệu cho các bác. Đấy, và tất cả các cái sản phẩm đầu băng cối thì sản phẩm audio trên cửa hàng Mạnh Hiền Audio thì là tất cả những cái sản phẩm đều do tay của em làm, vì là em là dân làm kỹ thuật nên là các bác yên tâm về chất lượng, tức là nội dung máy mọi cái em tả như nào là đảm bảo với các bác là đúng như vậy luôn. Nó có lỗi như nào hay nó chạy trơn tru ngon lành rồi là em sẽ tả cho các bác cái chuẩn. Đấy, và shop làm số lượng thì không nhiều, gọi là vừa vì là mình đam mê cái đồ này nên là sửa chữa, nên là đam mê nên là mình kết hợp thêm để giao lưu với các bác cho nó vui thôi. Đấy, là không làm theo kiểu gọi là làm thương mại số lượng nên là các bác yên tâm ạ. Đấy, và bây giờ em sẽ đi vào quay chi tiết từng sản phẩm, ba sản phẩm ngày hôm nay thì để giới thiệu cho các bác này. Đấy, đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác một con đầu băng cối, ba con cùng model nhưng mà con này nó sẽ khác biệt hơn hai con kia đấy ạ. Đấy, trong tình trạng đẹp xuất sắc nhá, mặt mày không tì vết gì này. Đấy, hấp zin theo máy nha các bác nhá, tất cả ba sản phẩm đều có hấp zin theo máy hết ạ. Cam đoan với các bác là hàng nguyên chất bãi về. Em là người lau chùi thổi bụi đầu tiên. Đấy. Lốm lốt các thứ là không có gãy, không có thiếu một cái gì chi tiết gì hết nhá. Đấy, hai về phần hồi gỗ của nó thì là nguyên zin luôn. Đấy, chỉ có lau chùi lại tí vắc ly là ok luôn ạ. Không có bị lứt lẻ, không bị bẻ lở gì hết nhá. Màu rất là tươi sáng đấy các bác này. Đấy. Đấy, và bây giờ em quay cái nội thất hậu đằng sau cho bác ngắm nhá. Đấy, một con đầu băng cối rất là đẹp. Chung là máy bụi thì em đã vệ sinh sạch sẽ. Con này là bản đa cầu điện các bác nhá. Đấy, con này bản đa cầu điện, điện 220 này, 110 này, 100 này. Đấy, và 220, 240, tức là hàng xuất đấy ạ. Đấy, máy còn rất là đẹp luôn. Đấy, cái bản hàng xuất thì cái điện trở nhìn nó màu khác này các bác này. Đấy, so với cái bản nội địa này. Bản nội địa của nó là một cái cầu gì nó thâm hơn nhá. Đấy, những con điện trở nhiệt này này, nó thâm này. Còn nó hàng xuất này thì là cái cầu gì, cái điện trở của nó màu xanh, nó sáng hơn này. Màu xanh lá cây. Đấy, và nó chạy đa dòng điện, nó khác, cái máy móc nó thiết kế nó khác đi một chút, tức là cái về phần nguồn đi ạ. Đây, nó có cái để xoay điện đấy các bác này. Đấy, đang để chế độ điện 100V nhá. Đấy, máy về trong tình trạng chạy hoàn hảo, em đã test chạy hoàn hảo rồi nhá. Và trước khi đóng gói đến tay cho các bác dùng thì còn test kỹ 1, 2, 3 ngày bắt đầu em mới đóng gói gửi đi. Các bác rất là yên tâm.
Đấy, phần đầu tư của nó thì gần như là mới tinh luôn đấy ạ, không tì vết luôn. Đấy, cái này thì em không cần tháo ra nhiều nữa, vì tháo ra thì các bác chốt thì em sẽ tháo ra chụp cho các bác xem sau. Đấy, những cái gì em đã bảo lãnh là khi yên tâm đấy ạ. Đấy, cái led đồng hồ nó các bác nhìn đây này, cái led đỏ nó còn đỏ au như này là máy rất là đẹp luôn đấy ạ. Tất cả các led chữ nhá, không có in lại, không có kẻ lại, zin 100%, không in không kẻ, tức là zin tuyệt đối về cái phần hình thức mặt mũi các thứ, chỉ có xì ba làm cho nó đẹp hơn lên một chút. Đấy, con này con hàng xuất đa cầu điện này. Đấy, và con thứ hai thì em đang lắp băng cho nó chạy nhá các bác này. Bây giờ em sẽ tua về và quay chi tiết cho các bác. Thì cái ba con này nó cùng model nên hôm nay em sẽ quay hết một lượt xong em báo giá cho các bác. Đấy, tất cả ba con máy này thì đều là có hấp zin theo máy nhá. Đây này. Mà con này cũng rất là đẹp luôn này, mặt không tì vết luôn này. Đấy, sẽ nhấc ra và quay cho các bác thật kỹ để cho các bác tham khảo nhé. Đây các bác ngắm nhá, cái mặt inox của nó rất là đẹp. Đấy, gần như không có vết xước luôn đấy ạ. Đấy, đồng hồ đỏ này, các núm nút rất là đẹp luôn này. Đấy, con này là con điện 100V. Có hai con điện 100, con điện 220 rất là hiếm. Và huần thì thi thoảng mới gặp một con đấy ạ. Đấy, máy ruột gan thì sáng choang luôn này các bác này, rất là mới luôn nhá. Đấy, rất đẹp, con này điện 100V các bác nhá, tất cả hồi gỗ không sứt mẻ, không bể lở gì hết. Đấy, hồi gỗ rất là tươi sáng này, vân gỗ rất là đẹp tự nhiên. Đấy, dòng tách A6300 thì được mệnh danh là lồi đồng cuối đá và được giá rất là bình dân, giá tốt. Và chất âm của nó thì là cực kỳ là hay. Nếu mà so ở phân khúc, nếu mà đầu AK đọ nó thì không đọ được các bác ạ. Đấy. Nếu các bác nghe tách rồi các bác chuyển sang nghe AK thì các bác chán luôn. Kể cả đầu AK đến 450 củ cũng không ăn được con đầu tech 10 củ. À, con đầu tech 10 triệu sẵn sàng là đọa súng với con AK 450 triệu. À, nhưng mà thị trường thì nó vẫn theo thị trường. À, những cái gì mua đắt phải bán đắt thôi. Còn những cái bác mà biết chơi, biết lựa chọn những cái sản phẩm hay trong phân khúc tầm giá thì các bác sẽ lựa chọn những cái sản phẩm trong cái tầm tiền để mình đầu tư. Đấy, và nó hay hơn rất nhiều so với cái mức đầu tư của mình nhá. Đấy, và con thứ ba giới thiệu cho bác tiếp này, đẹp xuất sắc luôn nhá. Đấy, bác này ngắm cái mặt của nó này, rất là phê luôn, đẹp xuất sắc, đồng hồ đỏ nhá, tất cả bảo lãnh cho các bác là chữ không kẻ lại, chữ không kẻ lại và nét căng, không mất một nét chữ nào nhá, chữ nghĩa rất là nét đẹp này. Đấy, hồi gỗ thì là nguyên zin tuyệt đối, chỉ có xì ba qua lại một chút cho nó sáng màu lên thôi. Đấy, ruột gan thì sắt xi vàng choang, sắt xi 7 màu rất là đẹp nhá. Đấy, tách A6300 thì nó chạy auto reverse, chạy hai chiều và nó chạy băng 5, băng 7, băng 10. Chạy hai chiều nhưng các bác nhá, chạy 4 check ạ. Đấy, em mắc băng cho con này nó hoạt động để cho các bác ngắm một chút này. Đấy, dòng này thì shop cũng bán tương đối là nhiều, từ cách đây vì đam mê nên là mười mấy năm trước mình đã buôn đầu băng cối rồi.
đã vừa chơi vừa giao lưu, đã chơi chơi cái dòng này rồi. Đấy, rất là hay, rất lành, dễ sửa chữa. Đấy, quay rất là đẹp nhá các bác này. Lắp quả xương gốt để lên rất đẹp luôn. Đấy, hai chiều này, chiều ngược lại này. Nhìn rất là thích, rất phê luôn. Đấy, tất cả ba sản phẩm hôm nay thì đều có hấp zin theo máy hết rồi các bạn ạ. Đều có hấp zin theo máy. Đấy, và bây giờ em xin đi vào báo giá cho ba con sản phẩm đồ ngày hôm nay này. Thì đầu tiên thì con hàng xuất đa cầu điện thì sẽ có giá cao hơn một chút so với những con điện 100 nhá. Đấy, con này thì shop bán cho các bác với giá là 18 triệu đồng này. 18 triệu đồng nhá, con đa cầu điện nhá. Đấy. Còn con Tech A6300 một cầu điện, tức là điện 100V thì là thì shop sẽ bán cho các bác với giá là 16 triệu 500. Đó. Giá rất tốt cho các bác để các bác chơi và trải nghiệm nhá. Đấy, 16 triệu 500 một em điện 100V này. Đấy, đặc biệt có một con điện 220V thì nó rất là hiếm nên là shop nhập vào nó cũng cao hơn rồi thì sẽ bán cao hơn cho các bác. Con đấy, con này thì là 18 triệu đồng, giá là không bao gồm phí ship nhá. Đấy, có hấp zin theo máy cho các bác luôn. Quay rất là kỹ tỉ mỉ cho các bác ngắm. Đấy, và video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác ba sản phẩm cùng model. Nhưng mà có một con là đa cầu điện, điện 220V này. Và hai con điện 100V. Đấy. Về máy móc hình thức thì y chang như nhau, chỉ khác cái nguồn điện. Đấy, một số cái linh kiện của nó lắp nó cũng khác một chút. Đấy, và bác nào chốt cái sản phẩm nào ngày hôm nay thì xin liên hệ qua số điện thoại này 0912 842487. Đấy, hoặc là kết nối Zalo thì trước khi đóng gói gửi hàng cho các bác thì em sẽ quay video và test chụp hình ảnh chi tiết nội thất các thứ để cho các bác nhận diện hàng nhé. Đấy, và bây giờ em xin dừng video ạ. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian để theo dõi video ngày hôm nay ạ. Em cảm ơn các bác. Xin chào các bác và hẹn các bác trong các video tiếp theo nhé.